Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, thương mại điện tử ở Việt Nam bắt đầu phổ biến từ năm 2012 khi trào lưu mua hàng qua mạng được nhiều người trẻ lựa chọn. Những năm gần đây thì thương mại điện tử mới thực sự bùng nổ tại Việt Nam. Thương mại điện tử muốn phát triển mạnh, không thể thiếu các dịch vụ logistics có chất lượng. Ngược lại, dịch vụ logistics là một mắt xích then chốt để hoàn tất mua bán trực tuyến các sản phẩm hữu hình. Tuy nhiên, dịch vụ logistics ở Việt Nam được đánh giá là còn yếu và rất thiếu. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Vì sao logistics ở thị trường Việt Nam rất tiềm năng nhưng lại kém phát triển? Logistics và thương mại điện tử cần phải liên kết với nhau như thế nào để hỗ trợ xuất khẩu? Chuyên mục xuất nhập khẩu cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Trước tiên, mời quý vị theo dõi tổng hợp của phóng viên VTV về sự bùng nổ của thương mại điện tử Việt Nam thời gian qua. Thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam với tốc độ khoảng 25% một năm và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn 2018-2020. Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 4 năm 2018, tốc độ tăng trưởng bán lẻ trực tuyến đạt 35% một năm. Các doanh nghiệp chuyển phát nhanh tăng trưởng từ 62-200%, dự kiến tăng trưởng từ 5 tỷ đô la Mỹ lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới. Quy mô thị trường Việt Nam là 1,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016 và tăng lên 3,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Tỷ lệ người mua hàng qua kênh thương mại điện tử tăng từ 5,4% lên 8,8%. Hàng loạt các tên tuổi lớn của thương mại điện tử thế giới đang cạnh tranh và đầu tư vào Việt Nam cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của các trang thương mại điện tử trong nước. Thương mại điện tử sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong những năm tới và logistics cho thương mại điện tử cũng tương tự như thế. Thương mại điện tử tại Việt Nam thời gian qua đã có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Tuy vậy, vấn đề chi phí, quản lý chất lượng, kỹ thuật cũng như lòng tin của người tiêu dùng đang là rào cản khiến thương mại điện tử chưa thể phát triển bền vững. Việc thiếu đồng bộ cho các hoạt động giao hàng, phương thức thanh toán có thể khiến nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội để nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực này. Chị Phượng là một khách hàng thường xuyên mua sắm trực tuyến. Theo chị, hình thức mua sắm trực tuyến mang lại nhiều tiện ích đối với người tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, vị khách này cũng cho biết mua hàng trực tuyến cũng có nhiều mặt trái. Nhiều lần chị đã phải trả lại sản phẩm vì giao không đúng mẫu mã, chất lượng. Nhưng mà mua sắm qua mạng ấy thì nhiều khi nó cũng có những rủi ro nhất định. Ví dụ như là hàng đến không đúng với lại mẫu mã ở trên đó. Hoặc là những sản phẩm điện tử ấy, thì nó gặp lỗi trục trặc. Đôi khi thì giao là một lúc là rất là nhanh. Còn nếu mà nhiều khách người ta không lấy thì sẽ phải mang về công ty để gửi lại cho họ. Cái vấn đề khách không lấy là do là người ta không gọi là khách người ta đặt không có ý, hoặc là người ta đặt xong người ta không lấy nữa. Vấn đề giao hàng hay việc bị khách hàng từ chối nhận sản phẩm cũng gây nên một số rắc rối cho doanh nghiệp và đơn vị thương mại điện tử. Nếu như đã hợp tác với các trang thương mại điện tử thì cái đấy là cái thỏa thuận ngay từ ban đầu. Đấy, và cái phần đấy là doanh nghiệp chịu. Còn tất nhiên là cái chi phí, tôi cũng hiểu là các cái trang thương mại điện tử thì họ cũng chịu một cái phần rủi ro là họ cũng mất cái chi phí vận chuyển. Đấy, họ vận chuyển đi mà khách hàng họ lúc đấy gọi là họ phá cái hợp đồng, họ không nhận cái hàng đấy. Mà cái đấy nó hoàn toàn là không phải là do lỗi của doanh nghiệp cũng như không phải là do lỗi của bên vận chuyển. Đấy thì bên mỗi bên chịu rủi ro một chút, tức là bên trang thương mại điện tử thì họ chịu về cái chi phí vận chuyển. Doanh nghiệp thì cũng lại chịu về cái chi phí coi như là về hàng hóa hư hỏng. Theo ông Nguyễn Quang Thuật, giám đốc trung tâm xử lý đơn hàng của công ty cổ phần công nghệ Sen Đỏ, vận chuyển được coi là xương sống của thương mại điện tử, ước tính khoảng 40% tổng chi phí bán hàng trên mạng tập trung vào giai đoạn khách hàng nhấn vào biểu tượng mua. Song thực tế hiện nay, lĩnh vực logistics của Việt Nam vẫn chưa theo kịp với xu hướng phát triển của thương mại điện tử. Đó chính là chi phí vận hành khá là cao đối với một hệ thống vận chuyển tại Việt Nam có độ phủ rộng khắp cả nước và toàn quốc. Đó là hình thức thu hộ bằng tiền mặt COD tại thị trường Việt Nam đang là một vấn đề khá là lớn. Và hầu như là tất cả nhà vận chuyển lớn đều không có thể đáp ứng được nhu cầu này dàn trải và phổ biến đến tất cả các doanh nghiệp mà có lượng giao dịch nhỏ hàng ngày. Mà chúng tôi nhận thấy được rằng đó là chất lượng về dịch vụ vận chuyển hiện tại chưa được đồng nhất và đã có những cái sự nổi trội, vượt trội dẫn đến việc rằng là kiểm soát về mặt chi phí cũng như là chất lượng dịch vụ vận chuyển đối với các sàn thương mại điện tử như Sen Đỏ đang là một trở ngại rất lớn. Mặc dù các doanh nghiệp logistics đều đang cải thiện cố gắng để làm tốt hơn, nhưng theo ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, hiện chưa có nhiều doanh nghiệp logistics
có thể đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của doanh nghiệp thương mại điện tử. Dịch vụ logistics của chúng ta thì vẫn còn ở góc độ nó cũng cần phải cải thiện nhiều. Đấy, và cái cải thiện đấy thì bản thân các doanh nghiệp phải chủ động trong những cái công việc của mình, ngoài những cái mong đợi từ phía chính phủ kiến tạo nên những cái môi trường kinh doanh nó thuận lợi, tạo nên những cái nền tảng pháp lý cho nó phù hợp và hài hòa, thì các doanh nghiệp phải hết sức là chủ động. Khách hàng và người bán hàng, việc đẩy nhanh tốc độ giao hàng thì ngày càng quan trọng không kém gì chất lượng sản phẩm. Khi thị trường tiếp tục phát triển thì triển vọng dài hạn của thương mại điện tử Việt Nam phụ thuộc vào sự phát triển của hệ thống logistics để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành. Logistics được đánh giá là lĩnh vực khá tiềm năng tại Việt Nam, tuy nhiên lĩnh vực này vẫn bộc lộ nhiều điểm bất cập. Cụ thể những hạn chế của logistics tại Việt Nam là như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự tiếp theo. Theo các chuyên gia, logistics ở Việt Nam mới ở tầm trung bình của khu vực. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp có những vị trí mang tính dẫn dắt trong khu vực, nhưng xét tổng quan vẫn cần phải được cải thiện nhiều. Chúng ta có những cái doanh nghiệp dịch vụ mà họ cũng rất là phát triển và đi đầu, đặc biệt là trong vấn đề ứng dụng về công nghệ. Chúng ta có những cái doanh nghiệp mà họ có những cái vị trí cũng mang tính dẫn dắt ở trong khu vực đấy. Thế nhưng mà xét về mặt tổng quan thì dịch vụ logistics của chúng ta thì vẫn còn ở góc độ nó cũng cần phải cải thiện nhiều. Thiếu khung khổ pháp lý hoàn thiện cũng khiến cho lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Hơn 40% người tiêu dùng đang phản ánh về tốc độ giao hàng. Bên cạnh đó là chi phí giao nhận đang khá là mắc so với là nhu cầu về mua sắm online. Chế tài nó vẫn chưa được chặt, thế cho nên là mạnh ai là người đấy cứ đưa lên thôi. Đấy, cứ đưa lên. Thì bây giờ nó chỉ có duy nhất một cái khâu thẩm định của chính các cái trang mạng. Là họ thẩm định là những cái thông tin mình cung cấp nó có đúng không. Nhưng mà thực sự là cái sự thẩm định đấy nó cũng chỉ căn cứ vào những cái giấy tờ mà do doanh nghiệp cung cấp. Chứ còn bản thân cái trang thương mại điện tử thì bản thân họ cũng nói thực là cũng chưa đủ các cái công cụ để mà họ kiểm soát xem là cái đấy của mình là có đúng hay không. Đấy, thì cái đấy nó dẫn đến một cái sự cạnh tranh như lúc nãy mình cũng nói, đôi khi nó là thiếu cái minh bạch thì nó sẽ thiếu cái sự công bằng. Có những cái khó khăn, đặc biệt là về vốn, về nguồn vốn, về những cái hỗ trợ, về các cái chính sách. Thì hiện tại đối với cái lĩnh vực thương mại điện tử thì đặc biệt là trong cái xu thế mà các cái ông lớn đang được đầu tư nhiều vốn, thì với những cái doanh nghiệp như Trên Đỏ hoặc là một vài cái doanh nghiệp thương mại điện tử khác sẽ gặp khó hơn trong cái việc cạnh tranh với những cái doanh nghiệp lớn có nhiều vốn. Hiện logistics ở Việt Nam đang chiếm tới 30% doanh thu thương mại điện tử và chi phí này rất cao so với các quốc gia trên thế giới từ 10 đến 15%. Logistics, thương mại điện tử và xuất khẩu là ba yếu tố có liên quan chặt chẽ tới nhau. Thị trường đang hy vọng một trào lưu bán hàng xuyên biên giới bùng phát mạnh trong thời gian tới. Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh, việc đẩy mạnh liên kết hỗ trợ giữa logistics và thương mại điện tử trong xuất khẩu là công việc hết sức quan trọng hiện nay. Tuy nhiên, việc kết nối giữa những lĩnh vực này như thế nào? Làm thế nào để xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử có thể phát triển trong thời gian tới? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận tiếp theo. Hiện có rất nhiều trang thương mại điện tử quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam. Đây là điều kiện cho các nhà bán lẻ của Việt Nam có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Điển hình như Alibaba đã góp phần đưa các sản phẩm Việt Nam về thủ công mỹ nghệ, nông sản, vật liệu xây dựng ra thế giới với giá trị hợp đồng lớn. Theo khảo sát, Việt Nam cũng đang có khoảng 200 doanh nghiệp bán hàng ra nước ngoài qua trang Amazon. Con số này khá khiêm tốn. Bên cạnh đó, theo nhận định, doanh nghiệp vẫn khá thụ động trong việc xuất khẩu qua kênh bán hàng này. Chúng ta đang bán hàng thương mại điện tử thì đa phần là những doanh nghiệp trong nước bán trong thị trường trong nước, và họ xuất khẩu thì họ xuất khẩu theo hình thức là B2B. Nhưng mà đến với Amazon thì chúng ta là tiếp cận với lực lượng khách hàng B2C, và Amazon thực hiện cái công việc là hoàn tất đơn hàng, thu tiền cho họ. Nhưng mà khi để làm một cái loại hàng như vậy đó thì họ phải hiểu tất cả các công đoạn để thực hiện một cái đơn hàng cho đến cuối cùng. Còn khi mà họ làm xuất nhập khẩu, họ chuyển một lô hàng thì người nhiều khi họ rất là thụ động. Từ đó đến giờ là Việt Nam mình không có tự động đi ra để tiếp thị trên toàn cầu, có những cái hạn chế. Và đa phần các doanh nghiệp tại Việt Nam thì giống như mở các hoạt động kinh doanh và được xúc tiến thương mại, hoặc là được nước ngoài tìm kiếm trên mạng, hoặc là tìm kiếm qua thông qua các công cụ khác để đến tiếp cận và đăng ký mua hàng. Các chuyên gia nhấn mạnh, doanh nghiệp cần phải chủ động xuất khẩu qua kênh bán hàng tiềm năng này.
Ngoài ra, các doanh nghiệp thương mại điện tử cũng cần đẩy mạnh việc giới thiệu hàng hóa Việt Nam sang thị trường thế giới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần hỗ trợ khó khăn vướng mắc vấn đề pháp lý, thủ tục, hạn chế ngoại ngữ, lúng túng trong cách sử dụng công cụ thanh toán ngoại tệ. Tôi nghĩ là khi mà đã tham gia vào thị trường quốc tế thì chắc chắn chúng ta sẽ phải tuân thủ những cái quy định về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm và tuân thủ cái luật pháp về thuế, hàng rào thuế quan. Nhưng mà tôi nghĩ là với sự hỗ trợ của các cái doanh nghiệp logistics cũng như là của chính phủ thì các doanh nghiệp cũng sẽ sớm có được đầy đủ những cái thông tin để phục vụ cho cái việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra thế giới. Mới đây, trong hội nghị tìm giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhấn mạnh chi phí logistics của Việt Nam hiện nay là quá cao. Thủ tướng cho rằng Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì một trong những giải pháp quan trọng là phải nâng cao chất lượng và giảm giá thành logistics. Tôi không nói về logistics, tôi có nói một cái ý là có thể một cái rò rỉ nhỏ của một con tàu có thể chìm hãm một con tàu. Thì chi phí chúng ta cao thì không cạnh tranh nổi. Mà động lực của sự cạnh tranh, động lực của sự phát triển là cạnh tranh. Cạnh tranh và cạnh tranh là bản chất kinh tế thị trường. Chúng ta không cạnh tranh, các nước không cạnh tranh. Đấy. Cho nên cái vấn đề giảm chi phí ở mọi khâu rất quan trọng. Bộ Công Thương cùng các hiệp hội doanh nghiệp đang hướng tới việc xây dựng một liên minh các doanh nghiệp logistics để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, đẩy mạnh logistics và thương mại điện tử cùng phát triển. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã có những hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử và xuất khẩu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thông qua kênh bán hàng này. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương xung quanh vấn đề này. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông và xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên mà truyền hình VITV muốn hỏi đó là ông có thể cho biết là vai trò của Bộ Công Thương đối với việc kết nối giữa các doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp thương mại điện tử để hỗ trợ xuất khẩu không ạ? Xuất nhập khẩu ngoài vấn đề về thị trường và bạn hàng thì những cái khâu về mặt tiếp cận thị trường, về các cái phương tiện để tìm đến với khách hàng, quảng bá thông tin cũng như là đưa hàng hóa được đến cho bạn hàng đều là những yếu tố rất quan trọng. Và cái logistics không phát triển thì những các lợi thế của thương mại điện tử cũng bị triệt tiêu. Chúng ta thấy rằng thương mại điện tử là giúp cho chúng ta rút ngắn khoảng cách, rút ngắn cái thời gian để tiếp cận bạn hàng. Nhưng sau đó cái khâu logistics nó lại kéo dài ra khi mà hàng hóa không thể đến tay được người nhà mua hàng hoặc người tiêu dùng đúng cái thời gian mong đợi thì cái điều đó nó cũng sẽ làm giảm cái giá trị của các hoạt động xuất nhập khẩu. Bộ Công Thương cũng nhận thấy cái vai trò của các lĩnh vực về logistics và thương mại điện tử và trong thời gian vừa qua cũng đã tham mưu cho chính phủ ban hành một số các luật, văn bản, nghị định, thông tư để hỗ trợ cho lĩnh vực này. Điển hình là đã đưa vào những các cái luật thương mại và những nghị định về quản lý về thương mại điện tử cũng như là điều kiện kinh doanh về logistics. Như vậy là mục tiêu đặt ra cũng như là lộ trình thực hiện đối với vấn đề này là như thế nào? Trước đến nay thì việc phát triển logistics và thương mại điện tử vẫn là hai cái hướng đi riêng. Tuy nhiên đến gần đây thì cũng nhận thấy cái sự kết hợp của hai lĩnh vực này nó có thể tạo ra một cái xu hướng kinh doanh mới và nó cũng sẽ góp phần giúp cho mỗi lĩnh vực phát triển được tốt hơn. Bộ Công Thương cũng đã đặt ra một cái kế hoạch để kết nối doanh nghiệp của hai bên, của hai nhóm lĩnh vực. Tuy nhiên thì cái việc kết nối này nó cũng ở cái giai đoạn ban đầu thông qua việc tổ chức một hội thảo về logistics và thương mại điện tử. Và tại hội thảo đó thì các doanh nghiệp cũng rất là hào hứng và mong muốn có cái sự vai trò của Bộ Công Thương trong việc kết nối, đứng ra kêu gọi cũng như là có cái hình thức để tập hợp các doanh nghiệp thương mại điện tử và logistics có thể như một hình thức câu lạc bộ hoặc là một hình thức một cái liên minh để các cái doanh nghiệp có thể ngồi lại với nhau và tìm hiểu cái khả năng cũng như cơ hội hợp tác với nhau được thiết thực hơn. Ông có thể chia sẻ kế hoạch dài hạn trong thời gian tới không ạ? Trong thời gian hiện nay thì cũng chưa có một cái kế hoạch gọi là dài hạn. Thì vì đây nó chủ yếu nằm ở cái khâu kết nối, tức là những cái hoạt động cụ thể của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì sau cái hội thảo vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng nhìn nhận cái nhu cầu này và cũng sẽ tính đến một cái kế hoạch nó có thể mang tính chất dài hạn hơn.
Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.